Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em vài con máy đánh bài hỗ trợ cho mình chơi cái bộ môn bài lá trong những ngày thực tế sắp tới nè. Đây là cái sản phẩm đó đây. Là con máy đây là con máy đánh bài CAC 700 nha. Là một trong những cái con máy đánh bài có cấu hình mạnh và cao cấp nhất trên thị trường hiện giờ luôn. Nó là máy đánh bài cho nó ghê gớm, cho nó cao siêu vậy thôi, chứ cái những cái con điện thoại này á thì nó không có khác điện thoại bình thường ha. Anh em có thể lên mạng xem phim, nghe nhạc, cài internet banking hay là cài Zalo bình thường hết nha. Đó. Ngoại hình của cái dòng này thì nó làm cho cái con điện thoại rất là quen mắt với người dùng, nên nó làm mình cầm đi chơi cũng rất là dễ dàng thôi. Là làm trên cái con gì đây, con này là iPhone 8 Plus của nhà Apple ha. Một trong những cái con điện thoại rất là quen mắt với người dùng rồi, nên nó làm mình cầm đi chơi để lên sòng thì rất là dễ dàng. Cái dòng máy này á là được nâng cấp đáng kể ở cái phần cứng và cái phần mềm luôn. Nó nâng cấp hai cái dòng luôn anh em. Đây là cái về cái phần cứng thì cái bằng camera này. Camera nó nâng cấp lên hai cái luôn nha. Cái này là camera của máy đánh bài. À, xin lỗi, cái camera của máy của điện thoại đó thì vẫn chụp hình được nè. Nên đó là mình có thể mình ngụy trang rất là tốt luôn nha. Và cái camera máy đánh bài thì nó sẽ được nâng cấp hơn. Ở cái dòng cũ là nó xa hơn và nó rộng hơn, nên nó làm báo bài rất là ok nha. Cái dòng này thì mình có thể cầm bài lên tay nó vẫn báo được. Đây, tí nữa tôi sẽ test thử cho anh em xem. Ngoại hình thì quay sơ qua cho anh em một vòng để cho anh em coi thì nó có khác cái gì điện thoại bình thường hay không nha. Đó, đây à. Đuôi sạc là đuôi sạc iPhone nha. Đó, những cái này thì không có gì là bất thường hết á. Và camera cũng là ẩn luôn nha. Nên là khi mà có những mật khẩu á, là mới đăng nhập vô và phần máy đánh bài được, còn người khác có cầm lên nó cũng không có gì là bất thường hết nha. Y chang một chiếc điện thoại bình thường. Cái dòng này á, thì nó được nâng cấp hơn bản cũ, như nó bỏ thêm chì hay là cái gì đây mà nó nặng hơn này, nó giống y chang điện thoại bình thường luôn ha. Hai con hai cái á, thì nó cũng không có khác nhiều hết á, nên là mình cầm đi chơi rất yên tâm nha. Và anh em rất yên tâm và hiệu quả luôn. Cái phụ kiện kèm theo con máy này luôn luôn có là một cái tai nghe kỹ thuật số nha. Hình như dòng máy năm 2023 là hình như máy nào nó cũng dùng tai nghe kỹ thuật số hết rồi, không phải dùng tai nghe thường như hồi xưa. Tai nghe thường như hồi xưa thì nó rè rè, nó ù rất là khó chịu. Còn những cái dòng máy này thì sử dụng rất là ok. Âm thanh của nó thì báo 1 là 1, 2 là 2. À, cái khoảng cách kết nối của nó rất là xa nè. Tại vì đó là sử dụng cái tai nghe kỹ thuật số nha, sử dụng quả pin đôi pin 3V á để vào trong đây, nên nó rất là được thời lượng pin chơi của nó còn rất là lâu nha. Cái này là dây anten này, đó. Cái này thì nó dùng quả pin đôi pin 3V này, anh em bỏ trong đây này. Nên nó là nghe rất là ok luôn. Đó. Cái dòng này ta nghe kỹ thuật số và được khóa tần sóng hết à, nên nó là mình không phải sợ bị nghe trộm nghe lén như hồi xưa. Nghe trộm nghe lén như hồi xưa thì những dòng ta nghe thường á. Còn ta nghe đây dùng ta nghe kỹ thuật số rồi, nên nó là cái tình trạng đó là không có phải lăn tăn về cái chuyện đó nữa nha. Một con máy thì đi kèm với cái tai nghe này thôi, và mình phải cài đặt mới nghe được. Còn những cái tai nghe mà chưa kết nối á, thì không cài đặt á, thì mình không thể nào nghe được nha. Mặc dù là cùng loại, cùng hãng, nhưng mà chưa kết nối không thể nào nghe được. Dòng máy này á, thì mình có thể cài được 8 cái tai nghe nha anh em. Còn máy thì nó tặng cho anh em kèm là một cái đầu tiên đó là một cái đó. Còn em muốn mua nhiều cái thì mua. Và mình kết nối thì mới dùng được. Nên đó là anh em không có sợ về tình trạng nghe trộm nghe lén ở đây hết ha. Rồi, tụi tôi sẽ test thử cái dòng máy này cho anh em xem coi thử nó hỗ trợ như thế nào. Anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi à, mua chỗ tôi hay là ở những cái cơ sở khác cũng vậy. Thì tôi khuyên anh em là nên kiểm tra cái uy tín chỗ cái đấy anh em mua như thế nào nè. Đó, anh em phải quan trọng về cái chuyện đó. Tại vì là mình mua máy mà bỏ ra một số tiền cũng tương đối là lớn chứ phải là nhỏ, nên là mình phải mua những cái đại lý nào bán hàng uy tín, có chất lượng ha. Đó, thì mới ok được. Và thứ hai thì mình phải kiểm tra cái tốc độ của camera này, tốc độ báo bài đó anh em. Những anh em nào mà sầm sớm này mà nhanh á, thì mình phải sở hữu những con máy đánh bài đẳng cấp như thế này này chơi mới ok. Tránh tình trạng là cái máy đánh bài, cái mắt camera nó yếu quá anh em để bài xuống á, kinh xong mà chia xong với báo thì làm sao mà anh em làm dần lợi thế hơn được, đúng không? Cái máy này á, thì cắt cái báo liền nên là chơi sẽ rất ok luôn. Đây, nói nhiều mất thời gian của anh em, giờ tôi sẽ đăng nhập vào và mình thử cho anh em này. Dòng máy này được bảo mật cực kỳ là cao nha, là chỉ có những người có mật khẩu là mới vô phần máy đánh bài được. Cái mật khẩu này khi nào anh em mua thì tôi sẽ đổi lại theo cầu của anh em, nên là mình không phải lo về cái chuyện đó ha, không phải lăn tăn về cái chuyện đó đâu. Giao diện bằng tiếng Việt nên rất là dễ dùng này. Cái giao diện bằng tiếng Việt hết nha. Đấy, và nó hỗ trợ cho mình chơi tất
cả những dòng bài Việt Nam luôn, liêng cào, binh xăm, lóc ngầu, hầm, poker gì đó đều hỗ trợ cho mình chơi hết này. Rất là nhiều loại bài nha. À, rất là nhiều bài đó này, anh em theo hồ mà lựa chọn để cài vào trong máy này. Nên nó là anh em cứ yên tâm đi. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một loại bài rất là thông dụng ở Việt Nam, là cái bài ở miền Nam này, là cái bài cào cào miền Nam anh em, cào cào chín nút lớn á. Còn anh em ở miền Bắc thì vẫn có thể chơi được nha. Nói chung là máy này á thì tùy theo anh em chơi cái dòng bài nào, loại bài nào thì anh em cứ liên hệ cài loại bài đó. À, nên là mình không phải lo đâu. Giờ tôi sẽ test thử cái camera và thử cái bộ môn bài cào miền Nam cho anh em xem luôn nha. Còn em thích chơi bài nào thì anh em cài thôi, vấn đề gì đâu mà. Và lưu ý là anh em phải biết là anh em muốn chơi máy đánh bài được á thì phải bắt buộc phải thả được bộ bài của anh vào về sân chơi nha. Nó cũng giống như là kính áp tròng đó, mình phải đưa dưới bài kính máy thì phải, tất nhiên là phải đi dưới bài máy rồi. Bài này thì giống y chang bài chợ, không có khác gì nha. Nè đó, nó bài rất là cứng nè, tem chống hàng giả các kiểu đầy đủ hết nha, nên đó là anh em không phải lo gì hết á. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em nè, rồi tất tốc độ này anh em để xuống nè. Ok không, để xuống nè. Đó, để đó nè. Đó, đó là nó nhanh là cách là báo liền. Đó. Anh em có thể cầm bài trên tay báo luôn nha. Ví dụ có thể cầm bài trên tay này báo này ha. Đó, để xuống các bài ra báo này. Không. Cái này thì nhà sản xuất cho mình thử trong vòng tầm cỡ 1 phút 30 giây thôi, còn khi nào anh em mua thì tôi cài cho chạy xuyên suốt á thì mình không phải để thế này. Nên là mình không phải lo về chuyện đó. Đây tôi test thử cho anh em xem thôi. Đó, để xuống này. Tùy theo cái chế độ mà anh em chơi á thì anh em áp dụng vô thôi nha. Để xuống nè. Đó. Máy á, anh em muốn sử dụng hiệu quả và giành lợi thế hơn á thì anh em phải nhớ cho tôi hai quy tắc cơ bản, là anh em chơi bao nhiêu người phải chỉnh bao nhiêu tụ, và chơi là bài nào rồi chỉnh là bài đó. Đây là máy, đây là chơi bài cào nha, chơi 4 tụ thì anh em cứ chơi 4 tụ thôi. Máy nó báo tụ đầu tiên sẽ lớn nhất này, là chắc chắn cái tụ đầu tiên sẽ lớn nhất rồi ha. Đó. Chắc chắn cái tụ số 1 sẽ lớn nhất này, mình cứ làm theo đã chơi máy thôi, cứ làm theo đúng sự chỉ dẫn của máy thôi ha, không phải lo gì hết đó. Đó, đây là gì đây, đó máy đây, à, 6 nút thôi à, lớn nhất này không, rất ok nha anh em. Còn trong quá trình mình chơi á thì mình có thể dùng phím tăng giảm âm lượng để tăng giảm số người chơi này, nên nó là tùy theo cái chỗ mình ra vô người á thì mình có thể bấm tăng giảm này. À, 5 người nè, để xuống này, đây để mình để cái để xuống cái này là nó báo này ha. Đó đó, ok luôn ha. À, để xuống là các bài đây này, đó báo rất là nhanh. Một là tụ đầu tiên sẽ lớn nhất này, chia 5 tụ nha anh em, lưu ý á là chỉnh đang 5 tụ thì cứ chia đúng 5 tụ nha, chứ chỉnh 5 tụ mà chia không đủ thì nó báo không đúng được đâu, tại là máy lập trình sẵn nè. Rồi máy nó có nhiều chế độ chơi lắm, anh em tùy theo anh em áp dụng vô sầm sớ cho mình chơi thôi. À, đó đây tụ một là lớn nhất này, không là chơi bài cào rất là đơn giản rồi, tốc độ báo bài của nó rất là nhanh rồi ha. Đó anh em thấy nó rất là nhanh, không cần phải chờ đợi với dòng máy này, nên nó là anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ để sở hữu lấy một máy về xài trong những ngày Tết sắp tới nha. Cái máy này có thể chơi bài cào, bài xì dách, xì tố hay là bài liêng, câu cá gì đó ha. Liêng rồi thì nó cũng chơi rất ok luôn này, hay là bài bên Ấn Độ thì vẫn chơi rất là tốt nha. Đây bây giờ tôi chuyển qua bài 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 bên Ấn Độ thử cho em một cây thi. Tùy theo anh em áp dụng vô mà mình chỉnh ra bài nào cứ chia là bài đó thôi, không vấn đề gì hết nha. Đây chơi, chơi bài bên Ấn Độ nha, âm thanh sẽ báo tai nghe hết, còn cái màn hình thì trở với màn hình đen hết nha, nên là mình không phải lo đâu. Để xuống báo này ha, không đó rất là nhanh này. Đó, để xuống các bài ra này. Đó tụ đầu tiên sẽ lớn nhất này, chơi Ấn Độ chia đúng Ấn Độ nha anh em, chia 6 tụ nha, chứ chỉ chỉnh Ấn Độ mà chia bài cào thì tất nhiên báo sai nha, nên lưu ý. Anh em chơi để tay hay bỏ tay vẫn bình thường hết à, máy nó báo tụ nó lớn chắc chắn cái tụ sẽ lớn nhất này, máy này à nó có 94 thôi, lớn nhất anh em. Rồi tôi dở cái tụ khác cho anh em xem nha, máy này ba cào, ba cào ba hả. À, chín bốn luôn, đối với một môn bài binh á, thì tùy theo mình cái đường binh nữa, nên nó là máy thì nó báo tụ 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 lớn thôi, còn quan trọng là mình dương hay thủ nó sẽ khác nhau nha anh em. Đó báo tụ là sẽ lớn nhất nè, chạy hai nhà ăn một nhà ha. Đó
nó rất là ok. Thử cho anh em thêm ván nữa này cho anh em coi nè. Trong quá trình mình chơi á, thì mình cái âm thanh nó sẽ phải tai nghe hết, là nên là mình không phải lo đâu. Và mình cài chạy xuyên suốt luôn, không phải bấm như vậy đâu anh em ha. Tại vì tôi đang chế độ để chế độ thử nghiệm cho anh em thôi. Còn khi nào mình chơi là mình cài chế độ người dùng, là mình cứ thế là mình xài thôi, vấn đề gì hết nha. Đấy không nè, các bạn ra. Đó rất là nhanh, không cần phải chờ đợi nha. Từ thứ ba này, từ thứ ba sẽ lớn nhất nha anh em. Đây, từ đây sẽ lớn nhất này. 4 nè. 5 nè. 6 này. Ok không? À, sao ok được, phải coi thử mới biết chứ sao ok được đúng không? Đây máy đây. 95 thôi anh em. 95 là lớn nhất hả? Rồi, tôi dỡ các tụ khác cho anh em xem nè. Đây 94, đây là 84. Đây 76. Máy này. Đây 91 luôn. Đó, bao rất ok đúng không anh em? Rồi anh em nào quan tâm về cái dụng cụ hỗ trợ chơi máy đánh bài hay là cái gì đó thì cứ liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình này, 079 791 43, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn nha. Ngoài ra thì từ giờ tới cuối năm á, anh em mua một bộ kính hay là bộ máy bên cơ sở tôi á, thì tôi sẽ tặng kèm đầy đủ bộ anh em xài luôn. Ví dụ như máy đánh bài đi thì tôi sẽ tặng tai nghe này, bài này, pin tai nghe đầy đủ hết nha. Nên đó là anh em không phải bỏ ra một số tiền nào nữa ha, nên đó là mình không phải lo đâu, nào hết bài thì alo tôi gửi bài thôi. Còn những anh em nào mà chỗ sầm sớ chỗ mình không cứ cho để điện thoại bên ngoài được á, thì mình có thể liên hệ lấy cái phụ kiện về xài nha. Phụ kiện bên cơ sở tôi thì có đầy đủ hết nè, như điện thoại soi nè, hộp quẹt này, rồi vòng tay, rồi cục sạc dự phòng các kiểu nè, những cục sạc như thế này, ngụy trang rất ok ha. Nói chung mà tùy theo chỗ mình để cái điện thoại hay là cái gì bên ngoài được á, thì mình nói chung là để cái sản phẩm nào đó thì anh em cứ liên hệ để sở hữu cái sản phẩm camera soi ngụy trang ha. Tức là cái sản phẩm đó mình không cần phải để điện thoại bên ngoài đó. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ để sở hữu nha anh em ha. Rồi ngoài những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho mình chơi máy đánh bài này á, thì bên cơ sở tôi có phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài hay là phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và tai nghe đầy đủ hết nha. Nên là mình cần cái sản phẩm nào thì mình có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về cái sản phẩm đó nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.